Cận cảnh việc trục vớt chiếc xe chở rác bị rơi xuống sông ở Thừa Thiên Huế. Đến 14 giờ 40 phút ngày 21 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã trục vớt được chiếc xe chở rác bị rơi xuống sông sau khi va vào lan can cầu Bình Thành, thị xã Hương Trà vào sáng sớm cùng ngày. Do địa hình khó khăn, để trục vớt được chiếc xe rác, lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc mở đường để đưa xe cầu vận hành đến sát bờ sông. Sau đó, các chiến sĩ cầm theo dây cáp đã lặn xuống dòng sông để buộc vào xe chở rác trước khi xe cẩu vận hành kéo chiếc ô tô gặp nạn lên bờ. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm hai nạn nhân là anh Tôn Thất Tính, 27 tuổi, ở Thủy Vân và ông Nguyễn Đăng Thanh, 58 tuổi, ở Phường Đúc, mất tích. Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường động viên gia đình nạn nhân và lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Vào khoảng 7 giờ 15 phút, khi anh Tôn Thất Tính điều khiển xe rác chở theo ông Nguyễn Đăng Thanh chạy đến khu vực cầu treo Bình Thành thì bất ngờ va vào lan can cầu, rơi xuống sông. Thời điểm này, nhiều người chứng kiến vụ việc cho rằng cả hai nạn nhân sau khi rơi cùng xe xuống sông đã rời khỏi xe và bị dòng nước cuốn trôi khoảng 200 mét mất tích.